Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Triệu Lộ Tư công khai người yêu mới hậu kết thúc với Trần Chiết Viễn. Triệu Lộ Tư công khai thân mật với người tình mới không phải Trần Chiết Viễn. Vừa kết thúc vụn trộm không thể giấu, phòng làm việc của Triệu Lộ Tư đã lập tức đăng tải hình ảnh cho bộ phim tiếp theo của nữ diễn viên là Thần Ẩn. Nhưng hành động thân mật của nàng Tiểu Hoa và bạn diễn Vương An Vũ thu hút sự chú ý vì quá ngọt ngào. Nhân dịp Thần Ẩn đạt 1 triệu lượt đặt trước, đoàn làm phim đã tung ra phúc lợi là poster và video hậu trường của dàn cast chính. Có thể thấy Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trò chuyện cười đùa khá thân thiết, tương tác rất đáng mong chờ. Nhiều bình luận bên dưới nhận xét, quả thật khó nữ diễn viên nào làm lại Triệu Lộ Tư. Khoảng 6 couple với Trần Chiết Viễn còn chưa hạ nhiệt đã công khai thân thiết với Vương An Vũ khiến một số fan thất vọng. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng Tiểu Hoa được nhận xét như vậy. Triệu Lộ Tư từng có tin đồn hẹn hò với Ngô Lỗi, Dương Dương vì có hành động quá thân thiết trong quá trình quay phim. Một số người khen ngợi nữ diễn viên và cho rằng đây là hành động kính nghiệp, nhưng một số khác lại cảm thấy Triệu Lộ Tư quá lố lăng, thợ mai, trà xanh. Thân Ẩn là dự án cộng tráng cấp S được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Phim là phần 2 nối tiếp Thiên Cổ Quyết Trần từng lên sóng do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính. Bộ phim được dự đoán sẽ hot hơn phần 1 rất nhiều nhờ tên tuổi của Triệu Lộ Tư. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.